Video này hướng dẫn thực hiện bài thực hành 8 điều khiển nháy LED bằng hệ điều hành thời gian thực giờ TOS. Mục tiêu bài thực hành này hướng dẫn sinh viên các bước cần thiết để tạo và sửa đổi một project để nhấp nháy đèn LED màu lục trên nền tảng máy tính ứng SRDMKL46 bằng hệ điều hành thời gian thực CMSIS GTOS GTX. Cụ thể, trong project Linky LED GTOS, chúng ta sẽ tạo các tệp mã nguồn sau. Tệp main.c chứa hàm main, thực hiện khởi tạo nhân hệ điều hành GTOS các thiết bị ngoại vi và bắt đầu thực thi luồng. Tệp led.c chứa các hàm khởi tạo và điều khiển cổng GPIO và hàm blink led. Hàm led initialize khởi tạo chân cổng GPIO, các hàm leon và layout điều khiển chân cổng giao tiếp với đèn led. Tiêu tiêu để led.h chứa nguyên mẫu hàm của các hàm trong led.c và được đưa vào tệp main.c. Phần tiếp theo sẽ giải thích việc tạo project bằng các bước sau. Bước 1. Thiết lập project, tạo tệp project và chọn thiết bị vi điều khiển cùng với các thành phần CMSIS có liên quan. Bước 2. Định cấu hình tần số xung nhịp hệ thống cho thiết bị và nhân CMSIS GTOS GTX. Bước 3. Tạo ra các tệp mã nguồn thêm và tạo các tập tin ứng dụng. Bước 4. Tạo mã máy cho ứng dụng, biên dịch và liên kết mã ứng dụng thành mã thực thi để tải xuống bộ nhớ flash trên chip của thiết bị vi điều khiển. Để tạo một project cho phát triển phần mềm cho bo mạch SRDMKL46G trên phần mềm KU Vision, ta thực hiện các bước sau. Mở phần mềm KU Vision và chọn Project New Vision Project. Chọn thư mục lưu trữ project và đặt tên cho project, sau đó nhấn Save. Lựa chọn thiết bị để xác định các cài đặt công cụ cần thiết như điều khiển trình biên dịch, bố cục bộ nhớ cho trình liên kết và thuật toán lập trình Flash. Trong hộp thoại Select Device for Target 1, nhập MKL46Z256 ở ô xuất, rồi chọn MKK46Z256VLL4 từ danh sách các vi điều khiển được hiển thị, chọn OK để tiếp tục. Hộp thoại Manage Azure Time Environment quản lý môi trường thời gian chạy mở ra và hiển thị các thành phần phần mềm đã được cài đặt và khả dụng cho thiết bị đã chọn. Trong cửa sổ Manage Azure Time Environment, mở rộng mục CMSIS GTOS bằng cách nhấp vào dấu bên cạnh, sau đó đánh dấu vào hộp checkbox để chọn cây GTX. Trường Validation Output đầu ra xác thực hiển thị những sự phụ thuộc của hệ điều hành vào các thành phần phần mềm khác. Trong trường hợp này, đó là thành phần Device Startup. Để phân giải những sự phụ thuộc này, hãy nhấp chuột trái vào một thông báo để làm nổi bật thành phần phần mềm liên quan, sau đó nhấp vào Do. Điều này giải quyết tất cả các sự phụ thuộc và cho phép các thành phần phần mềm cần thiết khác. Ở đây, CMSIS Core và Device Startup được thêm vào project, nhấn OK. Sau bước này, các thành phần phần mềm đã chọn được đưa vào project cùng với tệp khởi động, tệp cấu hình GTX và tệp hệ thống CMSIS. Cửa sổ OS hiển thị các thành phần phần mềm đã chọn cùng với các tệp liên quan, nhấp đúp vào một tệp để mở nó trong trình chỉnh sửa editor. Trong cửa sổ project, hãy mở rộng nhóm CMSIS, mở tệp GTX con CM.c và nhấp vào tab chỉnh hướng dẫn cấu hình Configuration Wizard ở cuối trình chỉnh sửa editor. Mở rộng GTX Kernel Timer Tech Configuration và cả giá trị xung nhịp cho bộ hệ giờ timer để khớp với xung nhịp lõi ghi xử lý. Sau khi tạo project mới, ta có thể thêm các tệp source Azure và các tệp khác cần thiết vào project, thêm mã ứng dụng vào project bằng cách sử dụng User Code Template được định cấu hình trước có chứa các hàm giống với chức năng của thành phần phần mềm. Trong cửa sổ project, nhấp vào dấu bên cạnh thư mục Target 1 để mở rộng thư mục này. Sau đó nhấp chuột phải trên thư mục Source Group 1 và mở hộp thoại SGUI tưởng tượng Group Source Group 1. Ta có thể chọn các loại file khác nhau như C-Source File, C-AZ File, Assembly File và các tệp cấu hình khác. Bấm vào User Code Template để liệt kê các mẫu mã có sẵn cho các thành phần phần mềm có trong dự án. Chọn hàm main của CMSIS, GTOS và nhấp vào S. Thao tác này sẽ thêm tệp main.c và Source Group 1 của dự án. Bây giờ hãy thêm mã người dùng vào tệp này. Nhấp chuột phải vào dòng trống trong tệp main.c, chọn Insert Include Files, bao gồm tệp tiêu đề co.h cho CMSIS, GTOS, GTX.
Sau đó thêm mã như trên video để tạo hàm blink LED nhấp nháy đèn LED trên bo mạch FZ-DMKL46G định nghĩa blink LED dưới dạng luồng ZTOS bằng cách sử dụng OS TTA LED và khởi động nó với OS TTA Gate. Tạo một tệp si chống có tên LED.si bằng hộp thoại SNUI từ Togroup và thêm mã khởi tạo và truy cập các chân cổng GPIO điều khiển đèn LED. Nhấp chuột phải vào trình chỉnh sửa editor và chọn Insert Include Files để bao gồm tệp tiêu đề thiết MKL46Z4.h từ bị CMSIS Core, làm tương tự để bao gồm tệp tiêu đề CO.h cho CMSIS ZTOS ZTX. Mã cho LED.c sau khi hoàn thành sẽ trông như sau. Giải thích mã LED Initialize, hàm này được sử dụng để khởi tạo các chân GPIO điều khiển đèn LED trên vi điều khiển MKL46Z4. Đầu tiên, nó kích hoạt xung nhịp cho cổng đi bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi SIM SCG5. Sau đó, nó cấu hình chân PTD5 để sử dụng chế độ GPIO thông qua việc thiết lập bit MUX của thanh ghi PCR5 tương ứng. Cuối cùng, nó thiết lập chân PTD5 để sử dụng chế độ đầu ra bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi PDD. LED ON và LED OFF, đây là hai hàm đơn giản được sử dụng để bật và tắt đèn LED. Cụ thể, hàm LED ON sẽ thiết lập chân PTD5 lên mức cao, khiến đèn LED tắt đi, do LED được nối tiếp với chân PTD5 thông qua một trở kháng kéo xuống. Ngược lại, hàm LED OFF sẽ đưa chân PTD5 xuống mức thấp, khiến đèn LED sáng lên. Blink LED, đây là hàm chính của chương trình, được sử dụng để nhấp nháy đèn LED. Hàm này sử dụng một vòng lặp vô hạn để lặp lại việc bật và tắt đèn LED sau mỗi khoảng thời gian 500ms. Hàm này sẽ gọi hàm OSTGA Create để tạo một luồng mới với tên là Blink LED, sử dụng hàm Blink LED đã được định nghĩa trước đó làm hàm chạy của luồng này. Tham số thứ hai của hàm OSTGA Create được đặt là Null để truyền vào tham số cho hàm chạy của luồng. Tuy nhiên trong trường hợp này không cần sử dụng đến tham số này nên để là Null. Sau khi tạo luồng, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh tiếp theo. Tạo một tệp tiêu đề chống có tên là LED.h bằng cách sử dụng hộp thoại SNUI từ Togroup và xác định nguyên mẫu cho các hàm của LED.c. Mã cho LED.h sau khi hoàn thành sẽ trông như sau. Tiếp theo, ta cần thiết lập các tham số cấu hình cho project trong cửa sổ project, nhấp chuột về trên target 1 rồi chọn options for target target 1. Tại cửa sổ options for target target 1, ta có thể cấu hình các thông số như phiên bản và loại vi điều khiển, bộ bên dịch, cấu hình IO, bộ gỡ lỗi và nhiều thông số khác. Sau khi cấu hình xong, ta có thể biên dịch và xây dựng project bằng cách nhấp vào biểu tượng build trên thanh toolbar hoặc bấm F7. Thao tác này sẽ biên dịch và liên kết tất cả các tệp nguồn có liên quan. Cửa sổ build output hiển thị thông tin về quá trình xây dựng. Nếu quá trình biên dịch không có lỗi, cửa sổ này sẽ hiển thị thông tin về kích thước chương trình không có lỗi. Cuối cùng, ta có thể nạp chương trình vào bo mạch FZ-DMKL46G bằng cách kết nối bo mạch với máy tính. Cuối cùng, ta có thể nạp chương trình vào bo mạch FZ-DMKL46G. Chọn Flash, Download hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-U. Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc tạo và sửa đổi một project có tên là Linky LED ZTOS để nhấp nháy đèn LED màu lục.
trên nền tảng máy tính UNX RDMKL46 bằng hệ điều hành thời gian thực CMSIFJTOS. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.